quý vị, tôi xin trình bày một nghiên cứu về cái việc sử dụng cái hệ thống tin nhắn điện thoại trong việc hỗ trợ bệnh nhân cai nghiện thuốc lá. Và qua các cái bài trình bày ngày hôm nay về thuốc lá điện tử cũng như thuốc lá thế hệ mới, thì tất cả các cái chương trình mà chúng tôi đã và đang triển khai thì cũng phải xem xét để đưa thêm các cái can thiệp vào về cái liên quan đến thuốc lá thế hệ mới. Thế thì cũng như mà tiến sĩ Bảo cũng vừa giới thiệu, thực ra thì về lĩnh vực phòng chống tác hại thuốc lá của chúng ta thì trong những năm gần đây thì rất là nhiều thành tựu. Nhưng tuy nhiên thì cũng có một cái mảng là cai nghiện, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá thì chúng ta vẫn còn khá là hạn chế. Chính vì vậy mà chúng tôi có làm một số các cái nghiên cứu để làm sao mà chúng ta có các cái kết quả nghiên cứu để chúng ta có thể xây dựng cái chương trình để hỗ trợ mọi người cai nghiện thuốc lá. Thế thì tại Việt Nam thì chúng ta đã biết là cái tỷ lệ nam giới hút thuốc lá rất là cao, gần 50%, 47%. Và trong cái 2/3 cái số người hút thuốc lá tại Việt Nam thì qua các cái nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng là họ cũng rất là mong muốn và được bỏ thuốc. Thế tuy nhiên thì một cái thách thức rất là lớn của chúng ta là các cái chương trình, các cái dịch vụ cai nghiện thuốc lá của chúng ta tại Việt Nam chúng ta rất là hạn chế. Hiện tại bây giờ chủ yếu thì có tại các cái bệnh viện thành phố lớn như là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, một số bệnh viện tỉnh lớn thôi. Còn tuy nhiên cái việc mà chúng ta có cái dịch vụ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá và lồng ghép vào cơ sở y tế thì rất là hạn chế. Và cái việc mà tiếp cận cái nhóm những cái người hút thuốc mà có cái nhu cầu cai thuốc thì cũng rất là hạn chế. Thế thì trong các cái phương pháp can thiệp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá thì tin nhắn điện thoại thì là một trong những phương pháp đã được chứng minh thì rất là hiệu quả. Và một trong những đặc điểm cơ bản của tin nhắn điện thoại là được nó có thể tiếp cận được cái số lượng rất là lớn. Và trong các cái nghiên cứu về thay đổi hành vi thì cũng đã chứng minh rằng là cái tin nhắn thoại cai nghiện thuốc lá thì rất là phù hợp với cái việc là hỗ trợ để thay đổi cái hành vi hút thuốc lá ở trong cái nhóm có hút thuốc lá. Thì tuy nhiên rất là tiếc là chúng ta rất là nhiều nghiên cứu thì đã được triển khai tại các cái nước phát triển. Thì tuy nhiên thì tại các nước thu nhập thấp và trung bình thì có rất ít nghiên cứu, và đặc biệt tại Việt Nam chúng ta thì chưa có nghiên cứu nào. Chính vì thế mà chúng tôi xin tài trợ của Viện Sức khỏe Hoa Kỳ phối hợp với Đại học New York thì chúng tôi làm cái nghiên cứu xây dựng một cái hệ thống tin nhắn thoại, và chúng tôi đánh giá cái tính khả thi, sự chấp nhận và cái hiệu quả ban đầu trong cái việc hỗ trợ mọi người cai nghiện thuốc lá. Cái nghiên cứu của chúng tôi thì mục tiêu lâu dài thì cũng rất là mong muốn là xây dựng cái hệ thống chương trình tin nhắn điện thoại cai nghiện thuốc lá, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá, và mong muốn là khi mà chứng minh được cái nghiên cứu này là chứng minh được cái hiệu quả ban đầu cũng như cái tính chấp nhận và cái sự khả thi trong việc triển khai thì sẽ được là cái tiền đề ban đầu để chúng ta có thể xây dựng các cái chương trình tin nhắn điện thoại cai nghiện thuốc lá trong cái mô hình nó rộng hơn trong quốc gia. Trong mục tiêu thì chúng tôi có ba cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất của chúng tôi là chúng tôi xây dựng cái tin nhắn điện thoại, cái hệ thống tin nhắn điện thoại mà chúng tôi gọi là cái thư viện tin nhắn. Cái thứ hai thì sau khi mà xây dựng cái thư viện tin nhắn thì chúng tôi làm các cái nghiên cứu đánh giá cái tính khả thi và chấp nhận của cái hệ thống tin nhắn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. Và sau cái bước thứ hai này thì chúng tôi làm một cái đánh giá hiệu quả ban đầu của hệ thống tin nhắn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá đối với cai nghiện thuốc lá như thế nào. Cái chi tiết thì với mục tiêu 1 thì chúng tôi xây dựng cái hệ thống tin nhắn cai nghiện thuốc lá dựa trên hai cái hệ thống tin nhắn cai nghiện thuốc lá tại Mỹ là của Smoke Free và của Text to Quit, là hai cái chương trình tin nhắn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá là đang triển khai tại Mỹ. Và để cho nó phù hợp với Việt Nam thì thứ nhất là về ngôn ngữ, chuyển ngữ sang từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Cái thứ hai là về các cái yếu tố văn hóa cũng như các cái hành vi và cũng như các cái thói quen của người Việt Nam, của người hút thuốc tại Việt Nam. Thì chúng tôi làm các cái thảo luận nhóm để chúng tôi với người hút thuốc lá và để
sau dựa trên các thảo luận nhóm đó thì chúng tôi điều chỉnh và xây dựng được cái hệ thống tin nhắn hỗ trợ thanh nghiện thuốc lá cho người Việt Nam. Thì sau khi mà có cái hệ thống tin nhắn thì chúng tôi làm một cái đánh giá tính khả thi và cái chấp nhận của hệ thống này với 40 người hút thuốc và cái thiết kế nghiên cứu là thử nghiệm một nhánh và các cái phương pháp thu thập số liệu là chúng tôi có đánh giá ban đầu, chúng tôi có đánh giá cuối kỳ. Và trong cái quá trình mà các bệnh nhân mà nhận tin nhắn cai nghiện thuốc lá thì chúng tôi cũng có cái khảo sát hàng ngày. Với cái mục tiêu 3 thì sau khi mà làm các cái đánh giá về khả thi và chấp nhận của cái mục tiêu 2 thì chúng tôi làm cái thử nghiệm lâm sàng hai nhánh có can thiệp và có đối chứng với 100 người hút thuốc lá và chia làm hai nhánh. Nhánh thứ nhất là 50 người thì sẽ nhận cái chương trình tin nhắn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá hàng ngày và 50 người còn lại thì sẽ được ngẫu nhiên vào cái nhóm chứng và nhận một tuần 2 đến 3 tin nhắn là hỏi về cái tình trạng hút thuốc lá của họ thôi. Và chúng tôi cũng có khảo sát ban đầu và sau 6 tuần sau khi nhận can thiệp và 3 tháng sau khi can thiệp. Thế thì chương trình cai nghiện thuốc lá, chương trình hệ tin nhắn thì chúng tôi thiết kế là sẽ gửi cho tổng cộng là 188 tin nhắn một cái liệu trình và chúng tôi dựa trên cái ngày mà cái bệnh nhân, cái ngày mà cái người hút thuốc mà mong muốn cai thuốc, người ta quyết định là cái ngày mà người ta sẽ bỏ thuốc hoàn toàn. Và như vậy thì dựa trên cái ngày đó thì chương trình tin nhắn sẽ tự động để chuyển đến tin nhắn đến họ 2 đến 3 tin một ngày từ 1 đến 14 ngày trước cái ngày cai thuốc của họ. Thì chúng ta gọi là quit date hay là ngày cai thuốc. Và sau cái trong cái ngày cai thuốc thì họ cũng sẽ nhận được khoảng 4 đến 5 tin nhắn. Và trong 28 ngày sau cái ngày cai thuốc thì chương trình tin nhắn cũng sẽ gửi tới họ là 2 đến 3 tin một ngày trong vòng 28 ngày. Tổng số là khoảng 6 tuần can thiệp tin nhắn liệu trình. Và cái hệ tin nhắn, cái nội dung thì bao gồm các cái chủ đề là tác hại của thuốc lá, thuốc lào với sức khỏe, cái lợi ích của việc cai thuốc lá, thuốc lào, củng cố quyết tâm cai thuốc lá, các yếu tố kích thích hút thuốc, các cái biện pháp để giúp người hút thuốc vượt qua các cái cơn thèm thuốc, cách phòng tránh khi mà người ta lỡ hút hoặc là người ta tái nghiện, tái hút lại, và các cái hỗ trợ từ xã hội, từ gia đình. Và tổng số tin này là 188 tin và dựa trên cái mong đợi từ các cái cuộc thảo luận nhóm thì chúng tôi xác định là sẽ gửi cho họ, đã gửi cho họ vào tầm buổi sáng là 7 giờ đến 10 giờ. 7 giờ một tin, 10 giờ. Và buổi trưa là 11:30, buổi chiều 15 giờ, buổi tối là 16:30 thì họ sẽ nhận trong cái khung giờ như thế. Thì đây là một cái ví dụ, các cái ví dụ của cái tin nhắn, hệ tin nhắn một chiều thì sẽ gửi từ cái brand name của chương trình là VQuit sẽ gửi tới họ. Thì ví dụ đây là chúc mừng bạn, bạn đã bỏ thuốc được 3 ngày. Bây giờ bạn có thể cảm nhận mùi vị thức ăn tốt hơn. Hay cái tin là hãy vứt hết bao thuốc lá và bật lửa đi, nhìn thấy chúng trong nhà, văn phòng hay trong xe sẽ khiến bạn thèm thuốc. Đây là hai cái ví dụ của cái tin nhắn một chiều. Ngoài cái tin nhắn một chiều thì chúng tôi cũng có thiết kế cái tin nhắn hai chiều. Là khi mà trong cái quá trình mà gửi tin nhắn hỗ trợ họ hàng ngày thì chương trình cũng có cái tin nhắn để hỏi họ xem là họ đánh giá các cái mức độ thèm thuốc của họ như thế nào. Ví dụ như là đợi khoảng 5 phút cho cơn thèm thuốc qua đi, hãy kiếm chút gì ăn như là kẹo bạc hà, kẹo cao su hay hạt hướng dương. Thì mức độ thèm thuốc hiện tại của bạn như thế nào? Cao, trung bình hay thấp? Thì cái người mà nhận tin nhắn người ta sẽ có nhắn lại, ví dụ như là cao. Thì sau khi nhắn lại cao thì hệ tin nhắn sẽ gửi lại cho họ một cái tin nhắn được thiết kế cho cái mức độ thèm thuốc cao của họ. Ngoài cái hai chiều là cái bệnh nhân người ta nhắn đến chương trình thì chúng tôi cũng thiết kế một cái hai chiều nữa là những cái người mà hút thuốc tham gia chương trình, người ta sẽ có thể chủ động người ta nhắn cái tin nhắn mẹo, nhắn cái chữ mẹo để người ta nhận được các cái mẹo, các cái hỗ trợ để giúp cho người hút thuốc trong cái quá trình người ta cai thuốc. Thì trên đây là các cái phần về thiết kế cũng như các cái nội dung của hệ tin nhắn. Thì sau đây tôi xin trình bày các cái kết quả nghiên cứu. Thì thứ nhất về tính khả thi, thì tuy rằng là có một cái cỡ mẫu cũng khá nhỏ thôi,
Tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng là cái tính khả thi cũng khá là tốt. Với 182 người hút thuốc chúng tôi tiếp cận tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thì chúng tôi đã mời 161 người. Thì 161 người, 182 người chúng tôi mời, 161 người đã tham gia. Và sau khi sàng lọc thì có 101 người là đủ điều kiện tham gia. Và 100 người thì đã được mời vào tham gia và đồng ý tham gia và duy trì với cái tỷ lệ 100% trong cái quá trình là 6 tuần. Về cái chỉ số là cái chấp nhận của những người tham gia đối với chương trình thì ở đây là một số cái câu hỏi ví dụ trong cái chỉ số sự chấp nhận. Thì cái mức độ chúng tôi ví dụ như là cái mức độ thường xuyên đọc tin nhắn thì như thế nào và đánh giá về số lượng tin nhắn thì như thế nào. Thì cái mức độ thường xuyên đọc tin nhắn là khoảng trên 80% đối với cả hai cái nhóm can thiệp và đối chứng. Thì thực ra thì cái việc là chúng ta gửi tin nhắn là một chuyện thôi, nhưng mà người ta có đọc hay không có là một chuyện khác. Như vậy thì ở đây có khoảng 80% các cái tin nhắn, người ta, cái người người ta nhận tin nhắn, người ta thường xuyên hoặc người ta luôn luôn người ta đọc cái tin nhắn đó. Thì đánh giá về cái số lượng tin nhắn là 188 tin, cái liệu trình đó thì khoảng tầm 76-78% là người ta cho rằng là cái số lượng tin nhắn thế là vừa phải. Tuy nhiên thì có một cái khoảng 1/5 cái số người tham gia trong cái nhóm can thiệp thì cho rằng cái số tin nhắn là quá nhiều, có thể 2-3 tin đến 5 tin một ngày người ta cho rằng là quá nhiều. Về đánh giá về cái mức độ hữu ích của tin nhắn và cái mức độ hài lòng về chương trình tin nhắn ở cái khảo sát sau 6 tuần thì cũng khá là khả quan, với 90% ở cái nhóm can thiệp thì cho rằng là cái hệ thống tin nhắn là hữu ích, các cái tin nhắn người ta nhận hữu ích và hữu ích rất là nhiều. Và 64% ở cái nhóm đối chứng thì cũng cho rằng là các cái tin nhắn là hữu ích, cho dù là họ chỉ nhận được có 2-3 tin hỏi họ xem là cái tuần vừa qua cái họ hút thuốc như thế nào, tình trạng hút thuốc. Và mức độ hài lòng về chương trình thì ở cái nhóm can thiệp thì gần 100%, tức là 98% những người tham gia người ta đánh giá rất là hài lòng. 82% ở cái nhóm chứng là cũng cho rằng là cái chương trình của chúng ta thì chúng tôi rất là hữu ích. Thì thực ra cũng khá là thú vị thôi, bởi vì chương trình là một trong những chương trình, là một chương trình đầu tiên. Thì chính vì vậy mà trước nay người ta cũng không được nhận các cái chương trình như thế này về tin nhắn cai nghiện thuốc lá. Vì vậy họ cũng khi mà họ nhận trong cái nhóm đối chứng 2-3 tin một tuần, họ cũng thấy thế là hữu ích. Thế cho nên là rất là ít mà họ cũng đánh giá là rất là hữu ích. Thì khi mà đánh giá các cái quan điểm của cái người nhận tin nhắn và cái liệu trình và dựa trên các cái thang đo thì cũng thấy rằng là các cái điểm số trung bình về các cái thang đo đánh giá các quan điểm về cái chương trình thì rất là tốt, với cái độ tin cậy khá là cao với chỉ số Cronbach Alpha. Đây là, trên đây là một số, trên slide là một số cái ví dụ về cái quan điểm. Nói chung là với các cái người hút thuốc tại Việt Nam, cái nhóm này tại thành phố Hà Nội thì người ta rất là đánh giá hệ tin nhắn rất là tốt và người ta mong muốn nhận được hệ tin nhắn. Và khi họ nhận được tin nhắn thì họ thấy rằng là hệ tin nhắn đây cũng khá là hữu ích để giúp cho họ trong cái quá trình mà họ cai thuốc. Với cái hiệu quả ban đầu thì như tại sao chúng tôi nhấn mạnh lại đây chỉ là hiệu quả ban đầu thôi. Bởi vì là tuy rằng là thử nghiệm lâm sàng nhưng tuy nhiên chỉ có 100 bệnh nhân. Chúng ta có hai nhánh, một nhánh là 50 nhận, một nhánh là 50 nhánh đối chứng. Thì sau 6 tuần và sau 3 tháng thì chúng tôi làm khảo sát. Thì cái chỉ số mà cai thuốc, chỉ số chính, tức là cái tỷ lệ mà cai thuốc lá và thuốc lào tại cái thời cai, tỷ lệ cai thời điểm tại cái thời điểm 6 tuần và 3 tháng sau can thiệp, thì tỷ lệ cai thời điểm có nghĩa rằng là người ta trả lời rằng không hút thuốc lá hoặc thuốc lào bất kể một hơi nào trong 7 ngày qua. Và chúng tôi có kiểm chứng lại bằng cái việc đo cái chỉ số CO khí thở, carbon monoxide khí thở, và cái chỉ số này phải dưới 10 ppm đối với cái người mà người ta nói rằng là người ta bỏ thuốc trong không hút hơi nào trong 7 ngày qua.
Thì chúng tôi thấy rằng là sau 6 tuần, tại cái thời điểm 6 tuần thì với nhóm can thiệp thì có 20%, ở đây có 10 bệnh nhân trong cái số 50 bệnh nhân thì bỏ thuốc và được xác nhận bằng chỉ số CO là người ta bỏ. Và so với có 6 người ở cái trong cái nhóm mà can thiệp vào cái thời điểm 3 tháng. Như vậy là sau trong 6 tuần thì có 20% nhóm can thiệp bỏ thuốc, và sau 3 tháng thì có 12% ở cái nhóm can thiệp là bỏ thuốc. Và so với cái nhóm đối chứng thì thấy rằng là tại cái thời điểm khảo sát 6 tuần thì chỉ có 1 bệnh nhân là bỏ thuốc. Tuy nhiên thì vào cái thời điểm 3 tháng thì lại có 3 bệnh nhân người ta bỏ thuốc ngay thời điểm. Ngoài cái việc mà tỷ lệ đánh giá cái tỷ lệ cai thuốc thời điểm thì chúng tôi cũng xem xét cái thay đổi hành vi. Thì trên đây là cái ví dụ về cái việc thay đổi hành vi của họ. Thì với những cái người mà người ta không bỏ thuốc thì cái hành vi hút thuốc của họ cũng thay đổi cũng khá nhiều. Với cái nhóm can thiệp hay là cũng như cả cái nhóm đối chứng thì cái hành vi hút thuốc thay đổi, và thể hiện ở đây là cái số điếu thuốc lá hoặc điếu thuốc lào trung bình hút trong một ngày thì cũng giảm từ 14 đến 15 điếu vào cái thời điểm khảo sát ban đầu và xuống còn 4 và 7 điếu thuốc lá thuốc lào tại cái thời điểm mà khảo sát sau 6 tuần sau can thiệp, và duy trì ở mức 5 đến 5,8 điếu thuốc lá và thuốc lào, hoặc cái nhóm đối chứng là 5,8 và 6,2 điếu thuốc lá thuốc lào tại cái thời điểm 3 tháng. Như vậy là cái tuy rằng là người ta không bỏ được thuốc hoàn toàn, tuy nhiên thì các cái hành vi của họ, đặc biệt là cái số lượng thuốc lá thì cũng thay đổi khá là nhiều. Ngoài các cái hành vi hút thuốc họ thay đổi thì cái nhận thức của họ về các cái nguy cơ liên quan đến hút thuốc lá, cũng như cái lợi ích của cai nghiện thuốc lá và cái tác hại của thuốc lá thuốc lào thì cũng được tăng lên khá là nhiều. Và đặc biệt là trong cái nhóm can thiệp, so sánh giữa cái thời điểm là trước can thiệp và thời điểm sau 6 tuần và 3 tháng tham gia chương trình. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là tuy là cái nghiên cứu ban đầu thôi, thế nhưng mà sau khi mà xây dựng được hệ tin nhắn thử nghiệm thì thấy rằng là cái hệ tin nhắn khá là khả thi, và các cái chỉ số để đánh giá cái hiệu quả ban đầu thì cũng là khá là tốt. Và chính vì thế mà chúng tôi cũng rất là mong muốn là sau cái nghiên cứu ban đầu, cũng như là dựa trên các cái hệ thống thư viện mà nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã phát triển, thì cũng mong rằng là chúng tôi sẽ tiếp tục kết hợp hoặc là phối hợp với các tổ chức cơ quan trong lĩnh vực phòng chống tác hại thuốc lá cũng như là cai nghiện thuốc lá, thì để xây dựng được cái hệ thống tin nhắn có thể hỗ trợ được nhiều người hút thuốc hơn. Và cũng rất là vui mừng thông báo với quý vị là cái hệ thống tin nhắn này cũng như là các cái yếu tố kỹ thuật có liên quan, nội dung liên quan thì cũng đang được Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá phối hợp với Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai là để triển khai xây dựng dựa trên cái nghiên cứu này để xây dựng cái hệ thống tin nhắn cai nghiện thuốc lá quốc gia. Cũng rất là mong là cái hệ thống tin nhắn đấy sớm được đưa vào hoạt động để có thể giúp cái nhiều người ở trong Việt Nam chúng ta cai thuốc, hỗ trợ người ta. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Trương Nam đã trình bày với chúng ta về một đề tài rất là thú vị, là cho thấy rằng là ở trong cái cai nghiện thuốc lá thì cái vấn đề làm nghiên cứu để trở thành một cái hỗ trợ rất là đắc lực ở trong những cái điều trị cai nghiện thuốc lá là rất là quan trọng. Thì xin gửi tiến sĩ Trương Nam cái chứng nhận. Bây giờ thì chúng ta sẽ có 15 phút để chúng ta sẽ hỏi thêm các báo cáo viên, để trao đổi thêm, để chúng ta còn cái điều gì chưa rõ trong những cái bài trình bày vừa rồi. Thì xin mời tất cả các quý vị đại biểu thì có thể có những câu hỏi gì không. Mời bác sĩ Tuấn. Nghiên cứu này rất là hay á. Em ơn anh bác sĩ Bảo, bác sĩ Hoàng. Rất là hay. Em xin có 3 câu hỏi. Dạ. Thì theo bài của bác sĩ Bảo á, thì em thấy là có 3 thông điệp mà cái thuốc lá thế hệ mới á, thuốc lá mới nó đưa ra, tức là ít độc hơn so với thuốc lá truyền thống. Thứ hai là gây ra cái gánh nặng hậu quả hơn cho xã hội cũng như là cho người sử dụng. Và thứ ba là nó giúp
cai thuốc lá truyền thống. Thì em muốn hỏi là ba thông điệp này nó có đúng với cái miếng dán nicotine hay không? Đó. Câu hỏi thứ hai là đối với cho bác sĩ Bảo cũng sử dụng cái hình ảnh là con ngựa thần Troa để mà trong cái cuộc chiến đó mình giành chiến thắng, cuối quân La Mã giành chiến thắng. Vậy thì em cũng muốn trong cái nhân cái con ngựa thần Troa này em muốn nhấn mạnh rằng là cái cuộc chiến của các bác sĩ nhà mình với lại các hãng thuốc lá nó cũng giống như là một cái cuộc chiến giữa để mà có được một cái chiến thắng. Vậy thì trong khi là các hãng thuốc lá họ đã có rất nhiều sự tiến hóa từ virus hình thức mới hơn, mùi hấp dẫn hơn, rồi ngay cả mùi vị cũng ngon hơn đó, rồi rất nhiều cách thức có vẻ như là chúng ta đang đi sâu cái cuộc chiến này và chúng ta hầu như là chúng ta chỉ có em chỉ thấy ngoài đường cái chúng ta đang có vẻ chúng ta đang tiếp cận sai cái đối tượng mà chúng ta đang nhắm đến, tức là theo cái ý nghĩ của em á, tức là những cái hội nghị như thế này chúng ta đang nói đóng cửa và chúng ta nói với nhau, trong khi mà cái đối tượng chúng ta nhắm đến là rất nhiều người đang sử dụng ngoài kia và đó mới là cái đối tượng mà chúng ta phải nhắm đến, trong khi đó các hãng thuốc lá họ đang tiếp cận những đối tượng đó, họ không tiếp cận chúng ta đó. Và chúng ta phải cái con ngựa thần Troa của em ấy đấy, đây là cái con ngựa thần Troa mà bác sĩ Bảo cũng như là các bác sĩ ở đây sẽ sử dụng là gì để mà giành được chiến thắng trong cái cuộc chiến này. Có vẻ như chúng ta đang đi sai cái đối tượng tiếp cận của chúng ta và đặc biệt là đối với giới trẻ, những người mà không có sử dụng những cái tin nhắn, rất ít sử dụng tin nhắn như bác sĩ Nam đang trình bày. Ví dụ như em đi, em vào cái em chỉ cần lên mạng em search cái thuốc lá điện tử thôi là ngày hôm sau tràn ngập từ Facebook, email các thứ, nó gọi là cái quảng cáo theo đuôi á, cookie á, là bánh quy á. Em đi đâu cũng thấy nó quảng cáo về thuốc lá điện tử cả. Những hình ảnh rất là sống động, hấp dẫn. Vậy thì chúng ta vẫn đang loay hoay với những cái biện pháp rất là chậm. Và ví dụ như những thông điệp là hút thuốc lá có lại hại cho sức khỏe. Thì ai cũng biết rồi, khi mà mình nói quá nhiều thì nó thành quen. Hay là ăn thịt nướng cũng có thể gây ung thư. Hút thuốc lá cũng gây ung thư thì chúng ta nói quá nhiều rồi. Và khi mà nó đã thành quen rồi thì em thấy nó có vẻ không còn tác dụng nữa. Thì em hiểu là cái con ngựa thần Troa của các bác sẽ là như thế nào trong tương lai, để hy vọng gì cho các thế hệ mới, thế hệ trẻ của chúng ta, chứ thay vì chúng ta nói là tôi mong muốn sẽ chúng ta sẽ không sử dụng nữa, nhưng mà chúng ta phải làm gì cơ? Đó, nhất là trong cái giai đoạn mà 40 tháng đầu tiên của những người tập tành hút thuốc lá như bác Hoàng nói đó, thì chúng ta sẽ tác động vào cái giai đoạn cửa sổ là như thế nào? Dạ, câu hỏi thứ ba là dành cho bác sĩ cho anh Nam. Dạ, thì em thấy là cái nghiên cứu của anh cũng có kết quả rất là khả quan. Dạ, thì tuy nhiên là cái cơ mẫu thì một số hạn chế, thì cơ mẫu hơi nhỏ. Thứ hai là mình thấy là trong gần 200 người mình tiếp cận thì chỉ có khoảng 50% là đồng ý tham gia thôi. Thì những cái người thần quỷ tham gia này là em nghĩ là cơ bản là họ đã muốn cai thuốc lá rồi. Đó, thì khi mà ngay cả những người đã cai thuốc lá rồi á, thì họ cái kết quả sau 3 tháng, cái quan trọng nhất là cái tỷ lệ mà không cai thuốc lá thì nó chỉ khoảng là 12% so với 6%, tức là hơn khoảng 50% thôi. Tức là có 50% người ta chẳng cần làm gì họ cũng cai thuốc lá được. Không dùng cái tin nhắn của anh. Đó, thì không biết là khi mà nhân rộng lên như vậy á, thì nó có hiệu quả hay không. Và thứ hai là cái yếu tố mà tái nghiện lại sau 3 tháng đó thì họ là bao nhiêu giữa hai nhóm. Tại vì cái thuốc lá là một cái quá trình rất là lâu dài. Ví dụ 3 tháng anh hết hút, nhưng mà anh sau 3 tháng có thể họ lại hút lại, thì cái ảnh hưởng hành vi đó nó có thể nó có khác nhau với hai nhóm không, để nó hiểu được là hiện cái hiệu quả của cái phương pháp này. Dạ, xin cảm ơn. Xin cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Tuấn. Chứng tỏ là bác sĩ Tuấn theo dõi rất là kỹ, cho nên là hỏi được rất là nhiều câu. Đấy, xin cảm ơn bác sĩ Tuấn rất là nhiều. Thành ra giờ tôi sẽ trả lời trước, rồi sau đó là tiến sĩ Nam sẽ trả lời tiếp cái phần của tiến sĩ Nam. Thì thứ nhất là thuốc lá nicotine ở trong thuốc lá điện tử với lại là nicotine ở trong cái thuốc lá cái sản phẩm thay thế gồm nicotine viên nhai và nicotine miếng dán đó. Vậy thì trong nicotine viên nhai miếng dán nó có đem lại những cái điều giống như thuốc lá điện tử mang lại không? Một là nó có làm giảm được tác hại của thuốc lá trên sức khỏe hay không? Thứ hai, nó có giúp người ta cai nghiện hay không? Thứ ba, nó có ít chất độc không? Rồi, câu trả lời một
ở trong nicotine thay thế nó chỉ có một mình nicotine thôi. Nicotine được chiết xuất ra và thấm vào trong cái miếng dán hoặc thấm vào trong cái viên nhai để nó tiếp xúc thẳng qua cái niêm mạc má. Cho nên chắc chắn là nó chỉ có một mình nicotine, không có những sản phẩm có hại khác. Câu trả lời thứ nhất. Câu trả lời thứ hai, nó có giảm cái tác hại cho cái sức khỏe hay không? Là có, bởi vì nó không có một chất độc nào khác ngoài nicotine. Và nicotine khi mà thay thế qua cái viên nhai với cái miếng dán, nó thấm qua da, nó vào trong cơ thể với một cái nồng độ rất là thấp, chỉ vừa đủ để bệnh nhân không có thèm thuốc lá, nhưng mà không đủ cao để bệnh nhân thèm cái nicotine thay thế đó. Cho nên nicotine dán đó nó không có gây những cái tác hại như thuốc lá và thuốc lá điện tử gây ra. Ví dụ như không có gây ra ung thư, không có gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, không có gây ra những cái tình trạng như là bệnh lý về tim mạch. Cuối cùng, nó có giúp làm cai thuốc lá hay không? Câu trả lời là có. Nicotine thay thế, viên nhai và miếng dán là đã chứng minh được tăng được gấp đôi cái tỷ lệ cai thuốc lá thành công so với tư vấn bình thường, và được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là một trong ba biện pháp điều trị cai nghiện thuốc lá. Như vậy là câu hỏi đầu tiên tôi đã trả lời xong cho bác sĩ Tuấn rồi. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi con ngựa thành troa. Con ngựa thành troa này hiện giờ là chúng ta đã làm cái gì? Liệu rằng chúng ta đã đi sai đường hay không? Câu trả lời là chúng ta không có đi sai đường. Ngày hôm nay ở trong cái hội nghị khoa học giữa các bác sĩ, cho nên các bác sĩ được lắng nghe về con ngựa thành troa, lắng nghe về tác hại của thuốc lá điện tử và những biện pháp mà chúng ta đang làm để mà thoát khỏi cái gánh nặng của thuốc lá điện tử và thuốc lá nói chung, và với cái mong muốn là các thông điệp đó sẽ qua các bác sĩ lan truyền ra bên ngoài cộng đồng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ làm ở trong cái câu là trong cái hội nghị này đâu. Thì ở bên ngoài thì chúng ta đã làm rất là nhiều. Cái điều mà minh họa rõ nhất là chúng ta đã có luật phòng chống tác hại thuốc lá được thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2013, đã xem được cái việc mà hút thuốc lá ở nơi công cộng và hút thuốc lá gây hại cho người khác là một cái là không có đúng luật. Rồi, cái số 2 là những cái thông báo và trên cộng đồng nhắm thẳng với những cái đối tượng có nguy cơ, ví dụ như là học sinh, ví dụ như trẻ em, phụ nữ có thai và dân chúng trong công cộng, thì tôi thấy làm rất là nhiều. Điển hình là ở thành phố Hồ Chí Minh có cái CDC, thì chỉ trong vòng một tháng vừa qua là tôi lên show là 7 lần, gồm có là lên đài truyền hình và trả lời thông qua điện thoại tư vấn qua cái đài là VTV, rồi TVT giao thông gì đó, là sẽ nói về những chuyện này rất là nhiều. Và cái chủ đề của năm vừa qua cũng vẫn là thuốc lá thế hệ mới, thuốc lá điện tử, cho nên là mình cũng sẽ yên tâm rằng là mình cũng đã có những cái động thái hết sức là phù hợp để mà tiếp cận được đúng người cần, đó là những người đang sử dụng thuốc lá ở trong cộng đồng, chứ không chỉ là trên cái nhân viên y tế. Tuy nhiên tôi rất là trân trọng cái ý đóng góp của bác sĩ Tuấn, nói rằng trong khi các cái nhà sản xuất thuốc lá điện tử họ đã xây ra con ngựa thành troa rất là đẹp, giống như trong bài trình bày của bác sĩ Vũ Hoàng, vậy thì chúng ta, những người nhân viên y tế, chúng ta, chính phủ, Bộ Y tế đã có làm gì để có thể chống lại con ngựa thành troa đó hay không? Thì tôi cũng thừa nhận rằng những động thái mà chúng ta làm có lẽ cũng chưa có đủ nhiều, đủ mạnh bằng những cái điều mà các hãng thuốc lá làm. Ví dụ như là cái chuyện mà quảng cáo theo cookie mà bác sĩ Tuấn đã nói đó, chúng ta chưa làm việc đó. Và trong cái cuộc chiến này thì có phải là chưa biết ai thắng ai đâu, giữa chúng ta là những người muốn bảo vệ người dân của mình chống lại tác hại thuốc lá, với những hãng sản xuất thuốc lá muốn giữ lại khách hàng cho họ. Thì đó là có những phần như vậy, thì tôi xin trả lời cho bác sĩ Tuấn. Thì tôi xin mời tiến sĩ Nam. Tiếp theo thì trước khi mà đi vào câu hỏi mà bác sĩ Tuấn dành hỏi tôi, thì tôi cũng bổ sung thêm một chút về các cái nội dung mà bác sĩ Bảo cũng vừa ấy trao đổi. Thực ra thì chúng ta nói thế nào? Chúng ta ngồi đây, đúng không? Chúng ta thảo luận với nhau. Thì đã là đúng mục tiêu chưa, hay là lệch, hay là như thế nào? Thì cái việc đầu tiên thì tôi cũng chia sẻ với lại bác sĩ Tuấn là tôi cũng tham dự là chủ tọa và báo cáo cái phiên thuốc lá này với hội của mình cũng vài lần rồi. Và cũng rất là vui mừng là cái lần sau thì tôi thấy cái số người tham gia nhiều hơn cái lần trước một ít.
hôm nay trông thế này thôi, mà đến giờ này mà được như thế này cũng là tốt hơn những lần trước ấy. Đấy, thì điều đầu tiên là chúng tôi phải nói rằng là ngay trong giới của chúng ta thì cái việc mà quan tâm tới thuốc lá nói chung cũng như là cai nghiện thuốc lá cũng không phải là nhiều lắm, nhiều rất nhiều. Và như vậy thì mà đặc biệt là trong cái hội của chúng ta là cái hội mà cũng khá là cái sự liên quan nó khá là rõ. Thì đấy là trong cái giới khoa học của chúng ta, nhưng tuy nhiên thì cũng phải chia sẻ với bác sĩ Tuấn là thế này. Tất cả các cái policy, các cái chính sách thì đều phải dựa trên các cái bằng chứng. Thế thì cái việc chúng ta đang làm đây, chúng ta đang trình bày ở đây, đang trao đổi ở đây thì cũng là đóng góp vào cái việc là đưa ra các cái bằng chứng nghiên cứu, các cái bằng chứng khoa học, hỗ trợ các cái nhà hoạch định chính sách, không riêng gì Bộ Y tế đâu, mà các cái bộ, các cái ngành khác để chúng ta đưa vào thành các chính sách. Chúng tôi rất là mong rằng là ví dụ như là với cái thuốc lá thế hệ mới thì sau khá nhiều, một vài cái của hội thảo quốc gia, hội thảo khá là lớn làm cuối năm 2019 cũng như cái hội thảo năm tháng 11 vừa rồi là ở Hà Nội, thì các bộ ngành phối hợp bộ tổ chức các cái hội thảo để xem là cái chúng ta đối phó, cách mà chúng ta đối phó, cách mà chúng ta xử lý cái thuốc lá thế hệ mới là như thế nào. Và cũng chúng tôi cũng thấy rằng là rất là chúng tôi hy vọng và cũng tin rằng là rất sớm thôi, và dựa trên các cái nghiên cứu chúng ta làm, đồng nghiệp của chúng ta làm nghiên cứu từ nước ngoài, từ trong nước, thì cũng sẽ là rất sớm thì cái chính sách, và đây chúng tôi nói là chính sách mà chúng tôi thấy rằng là cũng không thiên vị và cũng về thuốc lá thế hệ mới thì sẽ được sớm được ban hành. Thế thì cái chủ đề thì nó còn rất là nhiều, nhưng thời gian không có cho phép thì tôi cũng nên được đề cập như thế thôi. Thế bây giờ quay lại cái câu hỏi của bác sĩ Tuấn về cái việc mà cái tỷ lệ cai thuốc, đúng không ạ? Bác sĩ Tuấn nói rằng là cái trong cái nhóm mà nhóm chứng của cái nghiên cứu thì cũng có một cái tỷ lệ cai thuốc tại thời điểm 3 tháng, đúng không ạ? Và cái bác sĩ Tuấn nói rằng người ta không phải làm gì, dự án chúng ta không phải làm gì cả, mà người ta vẫn duy trì cai thuốc. Và cái câu hỏi thứ hai của bác sĩ Tuấn là cái việc tái lại thì như thế nào? Thì thứ nhất là chia sẻ với bác sĩ Tuấn rằng là khi trong cái việc mà cai thuốc lá thì như tôi cũng trình bày ban đầu, bình thường đối với không có các cái chương trình can thiệp thì một tỷ lệ cũng khá là lớn người ta mong muốn người ta cai thuốc, và rất là nhiều người trong số đó người ta đã và đang cố gắng cai thuốc. Rất là nhiều người chia sẻ với tôi cai thuốc đơn giản lắm bác sĩ ạ, tôi cai thuốc 10 lần rồi, tôi bỏ mười mấy lần rồi, rất là đơn giản. Thế đấy là một cái nói vui như thế, nhưng mà ví dụ đấy để cho bác sĩ Tuấn thấy rằng là chúng ta không cần tiến sĩ Bảo, không cần thạc sĩ Quyên và cũng không cần các nghiên cứu của chúng ta, thì người ta vẫn cứ đang, người ta bỏ thuốc và người ta tái nghiện lại. Thế và nó cũng liên quan vào cái việc là chính vì thế mà trong cái nhóm mà chứng thì thể hiện rất là rõ là người ta có bỏ thuốc. Nhưng tuy nhiên cũng phải chia sẻ với bác sĩ Tuấn rằng vì cái can thiệp cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam mình quá ít, cho nên tôi mới trình bày rồi đấy, cái mà tin mà họ chỉ nhận đến 2-3 tin một tuần thôi đối với họ cũng là can thiệp. Và chính vì thế mà bác sĩ Tuấn thấy rằng là nó giảm cái hành vi, thay đổi cái hành vi của họ. Thế thì sau này hy vọng là có các cái chương trình lớn hơn thì chúng ta sẽ làm cái cộng mẫu lớn hơn và chúng ta sẽ control, chúng ta kiểm soát cho cái yếu tố nhiễu nhiều hơn, để chúng ta xem rằng là thế thì rõ ràng là với cái can thiệp đấy thì cái tỷ lệ cai thuốc mà được tính cho cái can thiệp ấy là bao nhiêu, thì sau này chúng ta sẽ tính có những cái nghiên cứu lớn hơn. Thế còn cái tỷ lệ tái nghiện thì cũng chia sẻ là rất là cao, tỷ lệ tái nghiện rất là cao. Không riêng gì chương trình tin nhắn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá của chúng tôi, mà tất cả các chương trình khác, rồi thì kể cả là tư vấn sâu, kể cả là dùng miếng dán, rồi các cái dược phẩm hỗ trợ cai nghiện thuốc lá, người ta vẫn tái nghiện. Thế cho nên người ta mới nói rằng là bỏ rất dễ, bỏ mười mấy lần rồi và tiếp tục bỏ. Nhưng tuy nhiên người ta nói rằng cái việc mà người ta bỏ, bao giờ người ta cũng sẽ nhận thêm được kinh nghiệm, nhận thêm được bài học, và người ta sẽ tiếp tục tái nghiện, tiếp tục bỏ. Điều đấy không sao cả, việc của chúng ta là hỗ trợ họ để cho họ tiếp tục bỏ. Cảm ơn tiến sĩ Nam. Thì có lẽ là bây giờ chúng ta đã hết giờ rồi, thì chúng ta kết thúc cái phiên thảo luận về thuốc lá ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn các báo cáo viên đã chuẩn bị những bài báo cáo rất là kỹ lưỡng. Cảm ơn cái công sức của cái nhiệt tình của các báo viên
đã báo cáo các cái bài báo cáo mà tôi cho rằng là đem lại những cái thông tin khoa học rất là bổ ích cho các quý vị đồng nghiệp. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả các quý vị đồng nghiệp đã dự đến ngày hôm nay, đến giờ này và đã chia sẻ, trao đổi cùng báo cáo viên. Xin cảm ơn tất cả quý vị và chúng ta kết thúc buổi hôm nay.